Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Và đến hẹn lại lên thì em và Diệu tiếp tục sẽ rong ruổi khắp các tỉnh miền Nam để mà có thể dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình thật đẹp do Mắt Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm công trình của nhà anh Thảo ở trạm bơm Đồng Nai. Và đây là con đường dẫn đến công trình của gia đình anh Thảo. Phải nói là một nơi cũng rất là hữu tình khi mà chúng ta thấy là xung quanh thì có rất là nhiều cây hoa nè. Và anh Diệu cũng rất là tò mò với một công trình mà được đặt ở một nơi đẹp như vậy thì không biết là sẽ như thế nào. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến gần hơn với công trình ngày hôm nay nhé. Và tiến vào khu viên của công trình của nhà anh Thảo thì trước tiên có lẽ là em và Diệu sẽ phải dừng lại một chút xíu và chúng ta sẽ nói đến một cái khu vực rất là quan trọng, đó chính là phần cổng ở phía trước. Ở đây thì chất liệu là nhôm đúc và chúng ta thấy là những cái đường nét họa tiết hoa văn rất là kỳ công luôn. Như vị trí này anh đang thấy là wow, khi mà chúng ta chạm tay vào thì mới cảm nhận được cái sự tỉ mỉ của nó. Và điều đặc biệt là hệ thống cổng này thì được điều khiển tự động cho nên là rất là dễ dàng cho quá trình mà chúng ta di chuyển vào ra. Còn nếu như quý vị xem những thước phim bay flycam sẽ thấy là công trình sẽ được bao bọc bởi cái phần tường bao rào rất là đẹp luôn ha. Phải nói là một công trình rất là đầu tư, và Nhật em một lần nữa lại khẳng định là những công trình mà đẹp thì không chỉ là đi ngôi nhà đẹp mà tất cả cảnh quan xung quanh và cả nội thất ở bên trong đẹp nữa thì nó mới hoàn hảo, đúng không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua đây, thì đây chính là công trình chính của chúng ta. Wow, phải nói là một công trình tân cổ điển, nhưng mà phải dùng hai từ để miêu tả thì đó sẽ là hai từ thanh lịch, đúng không Diệu? Phải nói là quá thanh lịch luôn, khi mà ở đây thì chúng ta thấy là từng đường nét đều được chăm chút tỉ mỉ. Là bên cạnh đó thì bao phủ lấy công trình này là gam màu trắng sứ, một trong những gam màu phải nói là rất là thịnh và nó mang đến cái tính thẩm mỹ rất là cao. Và với công trình này thì phải nói là cái gam màu trắng là quá hợp lý, bởi vì cũng có một số những cái họa tiết hoa văn ở trên công trình. Ví dụ quý vị nhìn ở bên dưới những cái trụ cột bên dưới nè, chúng ta sẽ có những cái hoa văn họa tiết giống như một cái đóa hoa rất là đẹp. Rồi ở trên cũng có những cái điểm nhấn nữa, nhưng mà nếu như chúng ta phối quá nhiều màu thì những cái họa tiết hoa văn này nó sẽ dễ trở thành một cái điều nó khiến cho công trình ta bị rối hơn rất là nhiều ha. Phần mái Nhật ở bên trên cũng là một điểm cộng của công trình. Có lẽ là nhiều quý vị là quen thuộc với tân cổ điển mái Thái rồi, nhưng mà anh nghĩ là mái Nhật nó cũng có một cái điểm hay, đó chính là mái Nhật tuy là nó không quá cao như là mái Thái, nhưng mà nó mang đến một cái vẻ đẹp có cái nét gì đó của cả phương Đông lẫn phương Tây, cho nên là nhìn nó rất là hài hòa. Chưa kể nếu mà chúng ta xét về chi phí giá thành đi thì cùng một diện tích thì chắc chắn là một ngôi nhà mái Nhật nó sẽ tiết kiệm hơn cho mình một chút xíu so với nhà mái Thái. Và bên cạnh đó thì em còn thấy là nhà mái Nhật thì dễ dàng để có thể là kết hợp với lại nhiều phong cách cũng như là kiểu dáng khác nhau. Ở công trình này thì sẽ còn có một vị trí rất là đẹp nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển qua bên đây để khám phá sảnh phụ nhé. Phải nói là với nhà của Mắt Home thì chắc chắn là lúc nào cũng nổi tiếng, đó chính là không chỉ là mặt tiền đẹp mà là mặt bên cũng đẹp nha quý vị. Với khu vườn mặt bên này thì quý vị có thể thấy là được thiết kế nè, cũng sẽ có những cái trụ cột rất là cứng chắc ở bên dưới ha, là trụ vuông ha. Rồi ở phía này ở ngoài cũng có những cái đèn ở bên ngoài luôn. Nó mang cái cảm giác cổ điển châu Âu rất là nhiều. Và nếu như mà đưa mắt nhìn về vị trí này thì chúng ta sẽ thấy là còn có một bức tranh phù điêu được tạo hình bằng cách là đắp nổi xi măng và sơn phủ màu đồng. Không chỉ là có giá trị trang trí đâu, mà nó còn mang nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy, như là chúng ta cầu mong những điều may mắn, suôn sẻ cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và từ bây giờ thì nói rất là nhiều về vẻ đẹp của công trình rồi, nhưng mà chưa bàn về kích thước. Thì bây giờ sẵn tiện em và Diệu sẽ chia sẻ về kích thước của công trình cho quý vị luôn. Đó chính là công trình này thì chiều dài sẽ là 19m, chiều rộng là 11,23m, và tổng tích sử dụng của cả công trình là tầm khoảng 270m². Còn về chiều cao thì nếu như mà chúng ta tính từ cách 00 nè lên đến đỉnh mái sẽ là 10,5m. Cụ thể thì tầng 1 sẽ có chiều cao là 3,9m, tầng 2 là 3,6m, và riêng chiều cao của mái là 3m. Đây đều là những con số chuẩn là cơ bản nè. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy là tầng bên dưới nên bằng hoặc là cao hơn các tầng ở bên trên. Vì như vậy thì khi mà nhìn vào chúng ta sẽ có được cái sự cảm thấy công bằng về mặt tỷ lệ, và nó cũng giúp cho chúng ta cảm thấy công trình vững chắc hơn rất là nhiều. Và như lúc nãy lúc mà vừa bước vào đã nói rồi, một công trình đẹp hoàn hảo là phải ngôi nhà đẹp nè ha, rồi sân vườn, rồi rào đẹp, thì từ bây giờ chúng ta đã nói hết rồi là rất là đẹp rồi. Vậy thì còn một thứ nữa, đó chính là nội thất, đúng không nào? Thì bây giờ hãy nhanh chóng theo chân em và Diệu tiến bên trong để xem nội thất của nhà anh Thảo như thế nào nhé. Bước vào trong thì chúng ta sẽ đến được với khu vực phòng khách, và căn phòng này thì có diện tích là 34m².
phải nói là một diện tích rất rất là rộng luôn quý vị, cho nên là hiện tại là gia chủ đã bố trí một bộ bàn ghế gỗ cực kỳ là hoành tráng ở khu vực này ha, với chất liệu mà gia chủ chia sẻ là gỗ hương. Và quý vị có thể thấy là bộ bàn ghế nó đã tôn lên cái sự sang trọng của ngôi nhà rất là nhiều, bởi vì cái thiết kế của nó nè, chưa kể là nếu mà nhìn lên trên trần đi thì chúng ta sẽ thấy là có nhiều những cái hoa văn họa tiết đắp nổi được sơn màu vàng cũng như là ngay trung tâm, quá đẹp đúng không Diệp? Ở trung tâm này thì chúng ta thấy là sẽ có một chiếc quạt đèn chùm. Đây là một thiết kế tích hợp cả hai chức năng chiếu sáng và làm mát, cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là có cái điểm đặc biệt. Và bên cạnh đó thì quý vị nếu như mà yêu thích thì cũng có thể tham khảo cho công trình của mình. Và không gian phòng khách thì chúng tôi sẽ lấy sáng là nhờ vào đâu? Nhờ vào hai ô cửa sổ hai bên, cũng như là ngay ô cửa chính rất to ở ngay phía trước, thì nó sẽ giúp lấy sinh khí vào bên trong rất là nhiều luôn. Và khu vực phòng khách còn kết nối thêm với một khu vực ở phía bên này nữa. Đây trên bản vẽ thì sẽ là phòng trưng bày, nhưng mà hiện tại thì sẽ có sự thay đổi một chút xíu. Đó chính là gia chủ thì bố trí thêm ở đây được gọi là phản gỗ, thì cả gia đình có thể là di chuyển lại đây ngồi vui chơi sinh hoạt. Công năng thì chúng ta có thể linh hoạt thay đổi tùy vào nhu cầu sử dụng của gia chủ, cho nên là quý vị sẽ thấy là ở một số công trình khi mà chúng ta đi vào thì có khác biệt so với trên bản vẽ. Và quả thật là cái không gian này là không gian thiết kế rất là cần luôn đó Diệu, bởi vì nó kết nối với phòng khách, cho nên là nó tạo cái cảm giác của chúng ta là ngôi nhà nó rộng, nó thoáng hơn rất là nhiều. Nếu quý vị cứ tưởng tượng ở đây mà có một cái vách tường này nó ngăn lại thì phòng khách của chúng ta nó sẽ bị hẹp lên rất là nhiều ha, cho nên là chúng ta mở rộng cái không gian ra như thế này là rất là hợp lý. Còn tiến vào phía này thì chúng ta sẽ vào không gian cá nhân đầu tiên của ngôi nhà ha. Đây chính là phòng ngủ số 1 của công trình. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 17 m². Khi mà bước vào đây thì em cảm giác là một cái căn phòng rất là rộng rãi luôn, bởi vì ngoài những cái đồ dùng vật dụng cơ bản là rất là đầy đủ rồi thì chúng ta vẫn còn có một cái khoảng di chuyển hình chữ U luôn, kết nối từ vị trí của em qua đến Thanh An. Và bên cạnh đó thì em còn thấy là bên kia còn có một thiết kế nhà vệ sinh khép kín nữa. Đúng rồi, cho nên là căn phòng này là phải nói là đặt ở vị trí này thì cũng hợp lý luôn đó quý vị, bởi vì nó cũng không quá gần với khu vực phòng khách nên nó cũng phải lệch một bên một chút xíu. Rồi chưa kể là đó, như là co Diệu chia sẻ là có nhà vệ sinh khép kín cũng như là hai ô cửa sổ hai bên luôn. Hiện tại thì bởi vì chúng ta đã kéo rèm rồi nên quý vị không thấy, nhưng mà khi cần thì chúng ta chỉ cần kéo cái rèm ngược lại ha, chúng ta sẽ đón nhận những cái luồng ánh sáng tự nhiên rất là thoải mái. Và đó mới là hai khu vực đầu tiên của ngôi nhà thôi. Bây giờ chúng ta cùng đến những không gian tiếp theo. Đi ra phía sau nhà thì chúng ta sẽ đến được với khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn, tổng diện tích lên đến 40 m². Phải nói là gia chủ đã dành một khoảng không gian rất là rộng luôn để cho không gian phòng bếp ăn, cho nên là quý vị có thể thấy là nó thậm chí là nó còn rộng hơn cả không gian phòng khách lúc nãy đúng không nào. Và An nghĩ là cái việc này là hoàn toàn là hợp lý quý vị, bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên ta có thể thấy là gia chủ đã đặt ở đây là một bộ bàn ghế ăn rất là hoành tráng, tổng cộng là xung quanh là hình như là đến tận 10 chiếc ghế ăn luôn, chứ một cái bàn ăn hình tròn ha, rất là hoành tráng luôn. Còn phía bên này cũng vậy, là một cái kệ tủ bếp hình chữ L nè, cho nên là cần một cái diện tích rộng như thế đó để cho mọi người có thể sinh hoạt thật là thoải mái. Và phải nói rằng khi mà chúng ta bước vào một cái khoảng không gian rộng rãi, bên cạnh rất là nhiều những cái vị trí có thể lấy vào không khí cũng như ánh sáng, thì một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu và mát mẻ luôn. Và em nghĩ rằng khi mà chúng ta ăn uống tại vị trí này hoặc là thao tác nấu nướng tại đây thì đều sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng rồi, ví dụ là cả gia đình chúng ta có thể ngồi đây ăn uống thì sẽ nhận được những cái luồng gió rất là mát từ đây luôn này Diệu. Đây là cái lối cửa mở ra mặt bên của công trình mà lúc nãy ở bên ngoài em và Diệu đã giới thiệu với quý vị ha. Phải nói là ở ngoài có cây xanh nữa, cho nên là lấy hơi sinh khí vào rất là tốt luôn ha. Còn nếu mà nhìn lên trên trần đi thì quý vị sẽ thấy là trần ở đây được thiết kế cũng đẹp không hề thua kém so với phòng khách. Chúng ta cũng sẽ đặt một cái quạt đèn trần nè, và cái thiết kế của cái đèn nó rất là lạ đúng không, nó rất là đáng yêu luôn, nhìn nó như là những cái đèn lúc trước, những lúc xưa đúng không Diệu. Nó hơi có vẻ cổ kính một chút xíu. Thì nói chung là đây sẽ là những cái điểm nhấn giúp cho ví dụ ta ngồi đây ăn mà nhìn lên trên trần thì cũng không bị nhàm chán ha. Phải nói rằng là một cái không gian rất là lý tưởng. Bên cạnh đó thì gạch ốp lát cũng như là gạch ốp cho vị trí tường, rồi màu sắc thì đều là những cái gam màu trang nhã trung tính, cho nên là nó góp phần mang đến một cái cảm giác cực kỳ là thư giãn khi mà chúng ta đặt chân đến vị trí này.
Còn nếu mà tiến qua đây đi thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung dành cho cả gia đình sử dụng, chúng ta sẽ bố trí ở đây. Quý vị thấy là một cái khu vực cũng khá là rộng á, cũng khá thoải mái. Ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ đặt thêm một cái khu vực lavabo ở bên ngoài. Thì bản thân An thì An thích những cái thiết kế mà tách không gian ra như thế này để mà chúng ta sẽ có thể thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt. Còn ngay phía này thì sẽ học lối cửa mà chắc chắn là nhà nào cũng cần hay gì. Và ở đây thì phía sau lại còn có một khoảng sân rất là rộng nữa, cho nên là khi mà đứng ở đây thì cảm giác rất là chill và thoải mái. Và cái lối cửa này nó cũng góp phần rất là lớn trong cái việc mà mang đến ánh sáng nè, lưu thông không khí cho tất cả những cái khu vực chức năng ở tầng 1 công trình này. Và đó là tổng quan của tầng 1 ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên tầng 2 nhé. Tiến lên tầng 2 của công trình của nhà anh Thảo thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bước qua một cái khu vực. Đây sẽ là không gian có thể gọi là phòng sinh hoạt chung của gia đình. Tuy nhiên là nếu quý vị xem trên bản vẽ thì có sự thay đổi ha. Lúc đầu thì đây sẽ là không gian gắn với phòng thờ phía trước, nhưng mà sau khi mà gia chủ thống nhất thì sẽ quyết định là chúng ta sẽ chừa lại khu vực này để làm không gian phòng sinh hoạt chung để có thể ngồi để thư giãn với nhau. Và với những công trình mà có được một cái khu vực nhỏ gọn như thế này để chúng ta làm nơi sum vầy cho tất cả các thành viên trong gia đình vào những cái buổi gặp gỡ, hoặc là đơn giản là vào những cái buổi tối hay là cuối tuần có một nơi ngồi ở đây và thư giãn rồi cùng nhau xem phim như thế này thì phải nói là một cái không gian rất là tuyệt vời. Và ở đây thì chúng ta cũng có ô cửa sổ nè quý vị, để mà chúng ta sẽ trao đổi không khí và lấy sáng nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tiến qua phía bên này đi. Đây thì sẽ là khu vực phòng thờ của gia đình của nhà anh Thảo. Còn đây thì sẽ là không gian phòng ngủ với diện tích là 15m². Căn phòng này thì phải nói là vị trí rất là đẹp khi có một cửa đi để cho chúng ta có thể dẫn ra khu vực ban công bên ngoài, đặc biệt là tầm nhìn là về phía trước nữa, cho nên là quang cảnh thiên nhiên rồi cây cối phải nói là cái tính thư giãn rất là cao khi mà bước vào căn phòng này. Đúng rồi, nói chung là những phòng ngủ mà có cái ban công đó quý vị, lúc nào cũng là một cái phòng ngủ mà được yêu thích hơn hết. Ví dụ là chúng ta mà đi thuê nhà đi đúng không nhiều, nếu mà cái phòng ngủ nào mà có ban công thì chắc chắn là giá sẽ cao hơn so với cái phòng ngủ mà không có ban công đúng không nào. Chứng tỏ là người ta cũng rất là quan trọng về cái chi tiết này. Còn với căn phòng này quý vị thấy là cách bố trí nội thất cũng rất hợp lý luôn ha. Chiếc giường ở đây, táp đầu giường, bàn làm việc ở phía bên kia và tủ quần áo đây, nói chung mọi thứ nó gọn gàng và nó ngăn nắp ở trong cái không gian này, bởi vì cách lựa chọn kích thước của chủ nhân cũng rất là hợp lý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến ra phía sau một chút xíu đi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào đây. Đây sẽ là phòng ngủ tiếp theo của nhà của anh Thảo. Và căn phòng này thì được thiết kế với diện tích là 14,3m². Tiếp tục thì căn phòng này cũng là một căn phòng rất là lý tưởng. Bởi vì sao em đố anh An? Đây chắc chắn rồi, bởi vì đây cũng sẽ có một cái ban công. Và thật sự nếu mà nhìn thì cái ban công này nó còn rộng hơn so với ban công ở phía căn phòng lúc nãy luôn. Với căn phòng này thì quý vị có thể thấy là ban công nhìn ra cái view rất là đẹp luôn quý vị, có nhiều cây xanh ha, cho nên là nó cũng sẽ góp phần là mang đến, nếu người ta mở cửa ra thì nó mang đến sinh khí rất là nhiều cho người sinh hoạt ở bên trong luôn. Phải nói là với chất liệu cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều ưu điểm, bởi vì ngoài cái tính tiện nghi thẩm mỹ thì nó còn đón nhận rất là tốt những ánh sáng ở bên ngoài. Trong kể cả khi trường hợp mà chúng ta đóng kín cửa như thế này thì vẫn có được một cái cảm giác là sự kết nối rõ ràng giữa bên trong với lại là thiên nhiên ở bên ngoài kia. Và sẵn Diệu đang nói đến cửa thì có lẽ chúng ta phải nói chút xíu đến cái việc cách âm của cửa luôn. Rõ ràng là bên ngoài lúc nãy là ngoài trời quý vị thấy là tiếng ve nó rất là lớn, nhưng mà khi mà chúng ta vào phòng này, khi mà chúng ta đóng cửa lại thì quý vị thấy là gần như chúng ta không nghe được nữa. Đó chính là một cái ưu điểm cách âm rất là tốt của cửa nhôm hệ sinh pha luôn nhé. Và từ giờ thì mới đi có hai phòng ngủ đầu thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp theo là hai phòng ngủ còn lại của tầng 2 nhé. Đi qua vị trí này thì ở đây sẽ có một phòng ngủ nữa với diện tích là 17m². Phòng ngủ này rộng hơn so với những phòng ngủ trước một chút xíu hả quý vị. Và bởi vì rộng hơn đó cho nên là quý vị thấy là đặt nội thất vào thì nó còn rất là rộng luôn để mà chúng ta có thể di chuyển ha. Một chiếc giường ở ngay trung tâm, cạnh bên là nguyên cái hệ thống bàn nè. Rồi ở đây là tủ quần áo, vị trí cửa sổ chắc chắn là lúc nào mình cũng phải nói đến, bởi vì phòng ngủ không có cửa sổ thì làm sao mà có thể thoải mái sinh hoạt được. Và đặc biệt đó chính là phòng ngủ này thì có ưu điểm hơn so với những phòng ngủ khác của tầng 2 là sẽ có thêm một vị trí nhà vệ sinh khép kín ở bên trong.
Khi mà bước chân vào căn phòng ngủ này thì em lại chú ý đến vị trí ốp lát gạch. Ở đây thì chúng ta thấy là gạch được sử dụng cũng đồng nhất với lại gạch ở các khu vực chức năng bên ngoài luôn, đều là gạch khổ lớn với kích thước là 800x800mm. Và khi mà chúng ta bước chân trần lên thì cảm giác rất là mát mẻ luôn. Với lại một phần nữa, khi mà sử dụng gạch khổ lớn đó thì cái ưu điểm chính là ít những cái đường ron nối, cho nên là chúng ta có cảm giác là không gian được cơi nới hơn nữa. Đúng rồi, nếu mà không gian rộng mà chúng ta sử dụng những gạch khổ quá bé thì nó sẽ gây cắt xẻ không gian của chúng ta rất là nhiều ha. Cho nên là hợp lý nhất là sử dụng những khổ lớn như thế này. Còn tiến vào đây đi thì đây sẽ là phòng ngủ cuối cùng của căn nhà của anh Thảo ha. Phòng ngủ này có diện tích là 14.3m2. Căn phòng này thì tuy là không có ban công, cũng không có nhà vệ sinh riêng, nhưng mà đối với An thì An nghĩ là căn phòng này là được thiết kế là cũng rất là hợp lý rồi. Bởi vì căn phòng này thì mục đích là dành cho một bé sử dụng thôi, cho nên là nếu mà dành cho bé thì An thấy là cái diện tích này là đủ thoải mái rồi quý vị. Và ở căn phòng này thì sẽ có rất là nhiều sự đáng yêu. Bởi vì thiết kế dành cho bé cho nên là các kiến trúc sư cũng phải tính toán thật là cẩn thận sao cho có thể là mang đến một cái không gian ngủ nghỉ thoải mái nhất, cũng như là tiện cho cái việc sáng tạo khi mà học bài chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thấy là về lối cửa sẽ có hai ô cửa sổ được thiết kế về hai bên để có thể là đón nhận được một cách rất là tốt ánh sáng từ bên ngoài vào trong. Đúng rồi, và cái cửa sổ vị trí này thì là cái ô cửa sổ lớn luôn quý vị, bởi vì đây là cái không gian cái phòng ngủ cuối, cho nên là cái bắt này sẽ nhìn ra được ở phía sau của công trình rất là đẹp, cho nên là tận dụng luôn cái không gian này làm một cái cửa sổ thật là to để mà chúng ta lấy sinh khí vào cũng như cho bé có thể ngắm cảnh được thì cũng rất là hay ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua đây đi. Đây sẽ là vị trí nhà vệ sinh chung dành cho cả gia đình sử dụng, chúng ta sẽ bố trí ở này. Đây thì cái không gian này thì nó cũng rộng rãi như là căn phòng vệ sinh ở bên dưới. Đây thì là sẽ là vị trí cửa cũng tương ứng với cửa hậu ở bên dưới luôn ha. Thì cái cửa sổ này nó cũng sẽ mở ra và sẽ lấy sinh khí vào cái lối hành lang ở đây. Vậy là Nhật An và anh Diệu vừa dẫn quý vị chúng ta đến tham quan công trình của nhà anh Thảo ở Đồng Nai. Phải nói là công trình rất là đẹp, chỉnh chu từ cổng nè, tường rào nè ha, sân vườn nè, cũng như là ngôi nhà chính và nội thất ở bên trong nữa. Và nếu mà quý vị cảm thấy là yêu thích công trình này riêng cũng như là các thiết kế khác của Móng Hôn nói chung và có nhu cầu thiết kế thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi đến các số hotline 096-445-8888 hoặc là 0828133333, sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.